Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Trước khi đi đến với cả những cái nội dung ở trong phần bìa clip về cái team ma hay là team rồng mà mình đã thấy ở trong cái đấu trường PP Arena, thì ở bản lậu V6.4 đã cập nhật lại, đó là cái link mới với cả đăng ký tài khoản mới. Thì các bạn có thể vào ở phần bình luận, mình đã hướng đến cái clip mà tổng hợp tất cả các bản lậu ấy, mình đã cập nhật lại, đó là cái link bản V6.4 ở đấy rồi, các bạn có thể tải lại này. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với những trận đấu ở trong đấu trường PP Arena với một người chơi đam mê team rồng này và đam mê team ma. Chúng ta sẽ bắt đầu với trận đấu đầu tiên, một người chơi 8 triệu 8 lực chiến, team ma, kết hợp thêm Mew Origin vào để đấu với cả bên kia đội hình 10 triệu này. Vì là đấu trường PP Arena, thế nên là bạn có thể tự điều chỉnh để tấn công địch nào mà theo kiểu mà chủ lực bên địch. Như thế này đây, con Soulrider Garrett, một con... S cộng mới nhưng mà đang bị dồn tấn công này. Và cái team ma này thì nó lại không được tàng hình lúc đầu. Với chung là với team ma này đã bị nhiều cái hiệu ứng mặt trăng che giấu của Luala nó đã không còn nữa rồi sau khi bị điều chỉnh skill. Và đến lượt 2 thì có một số Pokemon hệ ma mới được tàng hình như thế này. Và nếu mà Luala mà muốn hồi sinh trở lại thì theo hết một chu kỳ trăng ấy thì là bạn phải cần đó là 4 lượt cơ. Nó khác với hồi trước, đó là Luala nó sẽ cần cứ cách một lượt hoặc là đến nơi hành động của nó thì chu kỳ trăng thay đổi. Thì bây giờ đó đã thay đổi theo kiểu mà cứ mỗi lượt bắt đầu thì chu kỳ trăng mới có. Vậy nên là phải đến 4 lượt Luala mới có cái khả năng hồi sinh. Và Masadao thì bộ skill của nó tấn công trước này, xong bắt đầu mới bám lên địch này. Và sau khi bám xong thì nó bắt đầu lại tấn công tiếp, toàn bằng skill 1 hết thôi. Đây, toàn những cú đánh theo kiểu mà skill 1 bình thường như vậy. Masadao nó cũng đã kém hơn ngày trước rất là nhiều. Đây là một người chơi theo kiểu mà đam mê cái team ma thôi. Thì thường thường mình ít khi review một số trận đấu ở trong PPA ra lắm. Một phần là do nếu mà theo kiểu mà tự động đánh ấy thì nó sẽ có cái tính hên xui hơn. Còn đây thì bạn phải gọi là tự chỉnh rồi. Thế nên là nó cũng theo kiểu mà cứ mấy con chủ lực là rất hay dễ bị ăn đòn ngay từ đầu tiên rồi này. Thế nên nó cũng có sự khác biệt hơn rất là nhiều. Và team ma này, trận đấu đầu tiên mình review thì coi như là đã bị thua một cách rất là nhanh chóng ở trong lượt 4 thôi. Chúng ta sẽ đến với trận đấu kế tiếp, cũng là của người chơi này, lại cũng với cả cái đội hình vừa rồi. Đợt này thì sao? Bên kia thì lại bây giờ lại không tấn công vào con Soulrider Garrett giống như ở lượt ở trận đấu đầu tiên, mà lại chuyển hướng sang hướng bên kia. Và để cho con Soulrider Garrett nó sống như vậy là coi như là một cái sai lầm rồi. Họ lại dồn tấn công vào hướng khác này, không phải Luala. Một phần là Luala hình như là đang có cái hiệu ứng gì đó ấy, hình như theo kiểu cũng không phải tàng hình đâu, nhưng mà tấn công theo kiểu một khác như vậy, xong là mấy con quan trọng nó đang như Soulrider Garrett, Luala đang ổn định như vậy rồi thì bên kia team ma nó cũng đang có cái lợi thế hơn theo kiểu khác, đó là bắt đầu được chuẩn bị ulti này. Tay ma sao sẽ đấm 3 phát, xong bắt đầu sẽ bám vào địch. Và Giratina thì cứ đủ ấn của nó thì nó sẽ tự động chuyển sang dạng origin của nó như thế này. Đây, không theo kiểu mà giết một đoạn một địch lúc đầu thì đội hình bên kia cũng đã mắc một cái sai lầm để cho bên này bắt đầu được ulti này. Và sau đây là Karek, cứ thấy địch chết thì nó sẽ cưỡi ngựa của nó đánh lên một hàng dọc giống như vậy. Thì đây là tự chỉnh để tấn công, nhưng mà như bạn thấy đó là nếu mà theo kiểu mà ngẫu nhiên thì cũng chưa chắc là con Soulrider Garrett nó sẽ bị giết chết giống như ở cái trận đấu đầu tiên đâu. Trận này thì Soulrider Garrett nó có thêm cơ hội để thể hiện nhiều hơn. Xong Masadao thì cũng đang bám vào Mega Mushu Y rồi này. Như bạn thấy bỗng nhiên có một con Raimond Godon được tạo ra. Đấy là từ con Ider Garrett. Khi nó ra ulti xong là nó sẽ làm hồn lìa khỏi xác bên địch. Xong rồi đến lượt 8 sao thì đây giống như thế này. Thì bạn thấy là con Raimond Kyo đang bị hồn lìa khỏi xác này. Và nếu bên mình đang có chỗ trống thì nó sẽ triệu hồi ra một con linh hồn giống như vậy nếu địch đó đã chết.
Nhưng mà Sarai ở Karek cũng là một con cũng rất dễ chết. Và với team ma thì nếu mà Luala hồi sinh được thì nó cũng sẽ hồi sinh lại cả Sarai ở Karek nữa. Đây là Hoopa. Sau khi mà bị tử trận xong, nó sẽ phong ấn một địch giết nó ở trong cái bình giống như vừa rồi. Nó đã phong ấn mất Mega Mochui rồi. Và sau khi mất đi thì Mega Mochui đã trở lại. Đợt này thì một mình còn mỗi Luala thôi. Cũng có vẻ là rất là khó để tiêu diệt một con S cộng Luala biểu màu sao như thế này này. Giật ánh trăng này, 4.8 triệu này, giật tiếp này. Và bắt đầu lại tàng hình tiếp này. Một cái kiểu đánh rất là nhây đến từ Luala. Bạn không có con sát thương quá cao thì cũng sẽ rất là khó để giết được nó. Bởi vì là đến khoảng lượt sau thì nó lại có thể được tàng hình tiếp. Và một trận đấu rất là dây dưa kéo dài. Do đó thì mình đã tua tắt để đến lượt thứ 20 luôn. Thì sau khi như thế này xong thì bên kia bị tính đó là bị thua. Chắc là do sát thương gây ra ít hơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu của một người chơi đam mê cái team rồng đây. Cả 6 con hệ rồng full 12 sao. Nhưng mà trong này thì mình đã vừa ngó lại, đó là người chơi bên kia chưa lên, đó là Zmu của Mega Rayquaza, Zmu 4. Chứ nếu mà lên được Zmu của Mega Rayquaza thì nó cũng đã có cái sự khác biệt hơn rất là nhiều. Đó là nó có khả năng bay lên bầu trời ngay từ lượt 1 luôn với 5 Pokemon hệ rồng như thế này. Việc chơi team rồng mà không lên Mega Rayquaza Zmu cũng kiểu dạng như là rất là đáng tiếc luôn. Và đây, Zekrom 11 sao của người chơi này. Nếu Zekrom đây là 11, tất cả những Pokemon này của người chơi theo kiểu mà toàn lên 12 sao, chứ còn Zmu thì có lẽ là chưa. Zmu bây giờ cũng là một cái kiểu đóng góp cái sức mạnh đến từ Pokemon rất là nhiều. Đấu với trận đấu với người chơi này này, đang sự hơn nhau khoảng tầm 800.000 lực chiến và đội chơi theo kiểu đội hình rồng toàn 12 sao các kiểu. Nhưng mà cái lợi thế của team rồng bên kia hầu như là không có mấy, bởi vì con chủ chốt ấy đó là Zekrom ấy, có lẽ là phải lên Zmu nữa, sát thương nó gây ra nó sẽ cao hơn, hoặc là Mega Rayquaza nữa, nó cũng sẽ cần đó là cái Zmu để có thể bay lên bầu trời sớm. Và kèm theo nữa là khi bay lên bầu trời như vậy rồi thì khi hệ rồng phải tấn công thì nó cũng sẽ đánh ké. Như vậy thì nó mới mạnh hơn rất là nhiều. Và nếu mà theo kiểu nuôi mạnh như vậy thì cứ bên dòng tấn công này Mega Rayquaza đánh ké là quá là xịn luôn. Kia Zacian 8 sao này. Đây là team dòng theo kiểu không Zmu nhá. Thế nên là có rất là nhiều cái theo kiểu cả sát thương lẫn cả cái tính năng nó cũng đã không bằng rồi. Có thể là mấy con kia tặng 11 sao thôi chẳng hạn này, không cần nhất thiết phải 12 sao. Mega Rayquaza thì lên Zmu phát nữa thôi là coi như team rồng kia nó sẽ bá luôn. Sắp tới thì chưa biết là Pokemon nào nó sẽ xuất hiện để có thể là tạo thành team rồng nữa hay không. Mega Rayquaza đây. Và trận đấu này chỉ còn lại mỗi Rhyme Gaudon này. Và cái người chơi mà đam mê team rồng bên kia, mình nhớ là đây, có hiện thì kiếm VIP 15. Thì người chơi này ít ra phải VIP 15 trở lên rồi. Mỗi khoản là VIP 15 đấy, không sử dụng thêm đó là cái Zmu nữa. Game bây giờ có Zmu là nó cũng sự khác biệt hơn nhiều. Bộ skill thì cũng đã bị yếu đi rồi, mà Zmu lại là những cái mà xịn xịn ngày trước của game ấy. Lại chuyển sang phần Zmu để các bạn nâng. Là trận đấu này thì kết thúc. Chúng ta sẽ chuyển sang trận khác với cả một người chơi 9 triệu 3 được chiến đây, Mega Mochui ở tiền đất đá. Có sử dụng một Pokemon S, đó là Stakataka này. Vừa vào trận phát là Giratina chuyển sang dạng Origin của nó luôn, với khoảng 5 ấn của nó thôi. Đây Zekrom đây, nếu các bạn lên 16 triệu đam, mềm 1 sao, gây ra sát thương cũng rất là ghê. Nhưng mà cũng chưa, với tiềm thời điểm này thì cũng chưa đủ để có thể là giết được một số Pokemon bên kia. Càng dần dần thì theo kiểu mà cái khả năng sinh tồn ấy, nó đã điều chỉnh theo kiểu mà máu hay là
phòng thủ của một số Pokemon phòng thủ nó tăng cường thêm. Vậy nên nuôi giác rôm này đam thì rõ là to, nhưng mà không được nuôi đến trốn ấy. Thì giác rôm này cũng kiểu dạng như là một con cũng khả năng sinh tồn kém. Nếu mà đi kết hợp theo kiểu mà team rồng này hỗ trợ thêm cái tỷ lệ né cơ thì còn đỡ. Coi như giác rôm là ulti được khoảng 2 lượt đầu và đẹp. Còn đâu là những Pokemon khác nó sẽ gánh thép. Mega Rayquaza đây. Nếu giả sử mà lên được Zmu xong là team bên kia mình nghĩ tỷ lệ thua nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Sử dụng một con Stakataka bậc S này. Mục đích là để nó toàn hỗ trợ dành cho con Shiny Mega Tiraita khả năng phòng ngự là chính. Đây, nó lại úp chụp một con Shiny Mega Tiraita này. Bên kia rất tiếc, cái tấn công cao nhưng mà khả năng phòng ngự đang bị ở dạng như là một vài con đã tử trận sớm rồi. Có con Gigadé thì lên 12 sao như thế kia mình cảm thấy vẫn rất là trâu đấy. Một trận đấu rất là dây dưa, nếu bạn mà không có những con sát thương gây ra đam cao này thì chỉ hiếu theo kiểu mà chơi nhây cùng với nhau, xong rồi dần dần cứ hết dần. Shiny Mega Tiraita này. Lại Stakataka nó úp chụp lên. Nhưng con Mega này qua dài bên kia công nhận là nó nhiều lúc dài thật, còn lại có xíu máu thì lại vừa đủ để có thể bay lên trời. Mega Mucho Y thì ulti khả năng hồi nộ nó rất nhanh bởi vì nó có khả năng hút nộ này. Stakataka đây và tạo ra thêm một cái tường nữa. Thêm một đòn chém kiếm này. Và trận đấu này rất là rồi lại như có lẽ kéo dài rất là lâu, do đó thì mình cũng lại tua tắt thôi. Thì đây là những trận đấu ngẫu nhiên mà mình thấy ở trong PP Arena. Người về sau thì có nhiều cái team các bạn có thể đam mê thì vẫn có thể nuôi theo kiểu mà lên giống như vậy. Năm nay năm rồng, hy vọng là có cái team rồng này thì mình có thể up lên Mega Rayquaza. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào clip kế tiếp. Còn đâu thì đoạn này nó kéo dài lắm.